Hello, xin chào quý vị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video nhận định phân tích cổ phiếu hàng ngày của em Phát nha. Thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Ngoài ra chưa có drum tín hiệu có thể quét mã QR hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào drum tín hiệu anh em ITB cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay em sẽ cùng đánh giá và phân tích xu hướng của mã cổ phiếu AGR cho anh chị có cái góc nhìn thật là khách quan để có thể đầu tư tốt hơn. Thì công ty cổ phiếu AGR, tức là công ty cổ phiếu nhóm chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì về kế hoạch doanh thu năm 2023 thì doanh thu là 360 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 182 tỷ ha. Thì trong giai đoạn này, sau khi cổ phiếu AGR có những dấu hiệu tích lũy và thắt chặt trong một thời gian dài, và trong phiên hôm nay đã có những dấu hiệu dòng tiền với một thanh khoản khá là lớn đã vào nhóm cổ phiếu này, ra vào cổ phiếu AGR với một cây nến tiếp tục nó vượt vùng nền và vượt có những vùng đỉnh trước đó, thì nó sẽ xác nhận một cái xu hướng tiếp diễn một cái đạo hồi phục sắp tới cho cổ phiếu AGR. Thì đánh giá về trong giai đoạn này, về những cái báo cáo tài chính, về những kết quả kinh doanh thì cũng đang khá là hồi phục, khá là tích cực ha, không có gì là xấu trong giai đoạn này. Rồi về này, giai đoạn này thì cổ phiếu AGR thì trước khi đó là cổ phiếu này là không có chia cổ tức nha. Trước khi đó là cổ phiếu AGR không có chia cổ tức, cho nên là những nhà đầu tư họ sẽ không quan tâm nhiều và họ sẽ không có chú trọng đến những mã cổ phiếu này. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây là năm 2022 và 2023 thì đã có những cái đợt chia cổ tức ha. Năm 2022 đã chia cổ tức bằng cổ phiếu, tiếp theo năm 2023 chia cổ tức bằng tiền mặt. Thì điều này có thể nó sẽ thúc đẩy được những nhà đầu tư tham gia quay trở lại và có thể đóng góp những nhịp phục hồi khá tích cực trong thời gian tới ha. Thì như anh chị thấy thì trong giai đoạn này, cổ phiếu AGR thì về những cái kết quả về báo cáo, kết quả doanh thu và lợi nhuận cũng đang có những sự phát triển khá là đều đặn từ quý 3 năm 2022 và quý 4 2022, quý 1 2023, quý 2 2023 và quý 3 năm 2023. Thì nói chung là kết quả của doanh thu và lợi nhuận thì nó đã đang có những cái dấu hiệu là hồi phục khá là đều đặn và khá là tích cực trong giai đoạn này. Rồi thì nói chung, nhìn chung về vĩ mô thì những cái kết quả kinh doanh thì thực ra cổ phiếu này thì tương đối tốt ha. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đi đến cái góc nhìn về đồ thị, về phân tích kỹ thuật để chúng ta có một cái góc nhìn về cái khả năng của cổ phiếu AGR trong thời gian sắp tới. Thì trước tiên thì cùng đánh giá về cái xu hướng dài hạn của cổ phiếu AGR. Thì hiện tại AGR đang có dấu hiệu tiếp tục đà hồi phục ở nhịp này và tích cực hơn, đang có dấu hiệu vượt ở trên những vùng mây và đang có dấu hiệu và giữ được ở trên những cái biên hỗ trợ là Tenkan, Kijun, Shogam trong giai đoạn này. Và nhìn về đồ thị tuần thì tuần hôm trước đã có những cái phiên tích lũy test lại quanh cái biên hỗ trợ, đó là vùng giá là quanh 16.1, và trong giai đoạn này lại tiếp tục hồi phục ha. Thì em đánh giá về trung hạn đang giữ được trên những biên hỗ trợ nè, Tenkan, Kijun vào trên giai đoạn này thì nó sẽ có cái cơ hội tiếp diễn đà hồi phục. Nhìn về trong ngắn hạn thì hiện tại cổ phiếu AGR đang có dấu hiệu là tạo nền trước đó, và cái vùng đỉnh trước đó là quanh vùng giá 16.8, 16.85, và trong phiên hôm nay, phiên ngày 8 tháng 1 đã có dấu hiệu nó tiếp tục nó vượt ở trên cái vùng đỉnh này, tức là nó vượt luôn những cái vùng tích lũy trước đó ha. Thì về cổ phiếu này thì em đã có cân nhắc cho anh chị, đã có đưa ra những cái khuyến nghị trước đó cho anh chị rất là nhiều lần. AGR vẫn có thể tham gia được quanh cái biên hỗ trợ đó là 15.6, với cái cơ hội, với cái khả năng nó sẽ có tiếp tục hồi phục trong thời gian tới ha. Thì trong hai phiên, trong từ hai phiên đó là ngày 4 tháng 1 và phiên ngày 8 tháng 1 thì đã có dấu hiệu dòng tiền tham gia khá là tốt, và trong phiên ngày 8 tháng 1 thì thanh khoản đâu đó là 3.661.200 cổ phiếu, thì đây cũng là một thanh khoản khá là tốt, có thể sẽ đóng góp được và tích cực cho thời gian tới. Thì như giai đoạn này thì cổ phiếu AGR đã có dấu hiệu là tiếp tục hồi phục, tuy nhiên cái kịch bản có thể tích lũy trở lại thì nó sẽ có những cái biên hỗ trợ trong ngắn hạn, đó là 16.5, 16.4, và kịch bản sâu hơn nó sẽ có những cái biên hỗ trợ giao găm biên dưới quanh vùng giá 15.6.
Tuy nhiên, em đánh giá kịch bản quay về lấy lại vùng nền này thì xác suất nó sẽ thấp, bởi vì hiện tại đã có dấu hiệu nó vượt vùng nền rồi, thì có thể nó sẽ quay lại nó lấy lại ở đường trung bình thôi. Có thể là Tenkan Kijun trong đoạn này và nó tiếp tục hồi phục, chưa thể nào phá vỡ được ha. Đánh giá về trong ngắn hạn nè, như anh chị thấy thì hiện tại cổ phiếu AGR nó đang có những dấu hiệu từ hồi phục khá tốt ha, từ những đồ thị 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và những cái khung một ngày. Thì nếu như anh chị muốn tham gia thì theo em thì có thể là chờ, nếu kịch bản mà không tiếp tục vượt đỉnh thì có thể là đâu đó là trong hết phiên ngày mùng 9 ha, có thể là đâu đó hết phiên ngày mùng 9 nó sẽ có những dấu hiệu nó tích lũy trở lại, nó lấy lại cái đường Kijun của đồ thị 1 giờ và những cái đường hỗ trợ vùng giao găm của khung đồ thị 15 phút, tức là lấy lại cái sự cân bằng ở trong khung đồ thị ngắn hạn. Thì lúc đó anh chị có thể chia tỷ trọng ra tham gia dần cũng được, tham gia lấy vị thế trước 50% tỷ trọng quanh vùng giá 16.4, 16.5, 50% tỷ trọng, phần còn lại thì có thể mình chờ tham gia thêm ở dưới cái biên hỗ trợ, đó là vùng giá quanh 15.6 cho đến 16, tức là cái biên hỗ trợ may như thế này. Có thể là nó sẽ về cái vùng giao găm dưới này thì kịch bản nó sẽ thấp, xác suất nó sẽ thấp, cho nên chúng ta sẽ tham gia ở trên cái biên hỗ trợ quanh vùng giá 16.4, 16.5 và vùng giá 16. Rồi còn kịch bản mà tiếp tục mà nó tích lũy nó mất đi ở dưới 15.3, tức là nó phá luôn cái vùng đáy dưới đó và nó mất luôn cái vùng giao găm và mất luôn vùng mây, thì chúng ta sẽ đặt cái vị thế để bảo vệ tài khoản cắt lỗ khi nó dưới 15.3 nha. Và kịch bản của cổ phiếu AGR ở nhịp này thì theo em đánh giá trong trung hạn có thể nó sẽ có những nhịp hồi phục lên quanh như vùng đỉnh trước, quanh vùng giá là 19 đến vùng giá là 19.5. Còn kịch bản chu trong dài hạn vẫn có cơ hội hồi phục lên vùng đỉnh trước đó qua vùng giá 25-26. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đánh giá view về cái kịch bản dài hạn, chỉ view về trong trung hạn, ngắn và trung hạn thôi. Có thể cơ hội nhịp này hồi phục lên quanh vùng giá 19.5, 19.6 ha. Rồi chúng ta cùng đi đến một cái góc nhìn thêm về phân tích cổ phiếu, phân tích kỹ thuật của cái xu hướng cổ phiếu AGR. Thì như anh chị đã thấy thì hiện tại cổ phiếu AGR đang có một cái dấu hiệu là tích tụ trở lại, đâu đó là hai phiên trước rồi tích tụ trở lại, nó thắt chặt cái vùng Bollinger Band bên trên và bên dưới, nó bó sẽ chặt lại tạo thành cái đoạn thắt cổ chai như thế này. Thì thông thường những mã cổ phiếu nó thắt cổ chai như thế này thì sau đó nó phải giữ được trên biên hỗ trợ MA20 hoặc là mất cái biên hỗ trợ MA20 thì nó sẽ đi về một hướng rất là xa. Nếu như nó nằm tích lũy biên dưới này, nó nằm phía dưới vùng giá 16 thì có thể nó hội tụ với này và nó tiếp tục nó phá đáy thì có thể nó giảm rất là sâu. Còn cái kịch bản mà nó giữ được ở trên vùng MA20 như những cái phiên hiện tại thì nó sẽ có cái khả năng nó xé vùng bên mở rộng vùng bên trên ra, và khi đó bên dưới nó cũng mở ra thì tạo thành một cái nhịp bùng nổ và tích cực khá là xa. Và điều tích cực hơn là đã có dấu hiệu vượt trên vùng nền. Rồi trước tiên là một là giữ được trên MA20 và tích cực nè, hai là bó chặt band mở rộng ra và có thể là tiếp tục tích cực nè, rồi ba nữa là nó đã có dấu hiệu đóng cửa và giữ trên vùng đỉnh gần nhất trước đó, rồi bốn nữa là nó có dấu hiệu nó xé, nó phá vỡ đi cái vùng chen giảm rồi thì nó tiếp tục nó tích cực lên, hồi phục lên. Và nếu như anh chị có thể là kỳ vọng có thể tham gia quanh vùng giá hiện tại hoặc là chờ về quanh vùng giá 16.4, 16.5 thì theo đánh giá an toàn hơn. Có thể nó lấy lại đâu đó MA20 hoặc là nó lấy lại cái vùng trên giảm một nhịp rồi nó tăng thì kịch bản lần này vẫn có thể xảy ra, thì đây cũng sẽ là những cái cơ hội khá là tốt để cho anh chị tham gia quanh biên hỗ trợ 16, 16.4 và 16.5 và có cái những dòng tiền vào khá tốt ha. Trong giai đoạn này thì MACD cũng đang có những sự tích tụ trở lại là và thắt chặt trong giai đoạn này, đang có dấu hiệu tiếp tục hồi phục trở lên, và như chỉ báo dòng tiền hay là RSI cũng đang hướng lên trong giai đoạn này. Nếu mà nó tích lũy về vùng nhịp thì cơ hội tham gia nó sẽ khá là an toàn. Thì như anh chị nhìn thấy cổ phiếu này nó có những cái lịch sử trước đó nè, giống như cái phiên ngày 23 tháng 3, đã có như 23 tháng 3 và 24 tháng 3 có những dấu hiệu bó chặt thắt cổ dài như thế này và lình xình tích lũy đi ngang giữ đường trên MA20 và đã có dấu hiệu tiếp tục xé vùng bên trên ra, nó vượt nền vượt đỉnh và xé vùng bên trên ra thì nó sẽ có một con sóng hồi phục khá là xa, đâu đó là cho đến cái phiên ngày 20 tháng 6 ha. 20 tháng 6 nó cũng đang có một cái dấu hiệu tương tự, nó đang có cái dấu hiệu tích lũy trở lại thắt cổ chai và giữ trên MA20, sau đó nó bùng nổ, nó vượt lên với những thanh khoản vào rất là lớn như thế này thì nó lại có những cái cơ hội tiếp tục hồi phục một con sóng khá là xa.
Thì trong giai đoạn hiện tại thì theo em đánh giá nó cũng không ngoại lệ ha, vẫn tương tương đồng giống như những cái khả năng lúc trước của cổ phiếu này đang tạo thành một cái sự hội tụ mà nén chặt trong giai đoạn này, thì sẽ có cái cơ hội nó bùng nổ thì đi khá xa, bởi vì hiện tại đang có cái thanh khoản khá là tốt. Rồi thì đó là một số đánh giá về cái góc nhìn về xu hướng của cổ phiếu AGR có cái những cái cơ hội hồi phục trong thời gian tới ha, thì em cũng chia sẻ cho quý chị nhà đầu tư tham khảo để có một cái hướng để đầu tư. À, xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.